Hi, bye bye. Chào các bạn, mình là Linh đây. Clip này mình sẽ thử một kiểu mới và mình sẽ cầm lục. Và mình sẽ đi cầm súng chính và cần chiến nó. Không biết thế nào. Mình với các bạn là mình làm cái khẩu AK VIP trước rồi và nó khá là hay. Ok. Ôi. Cảm ơn nhá. Nó cực hay luôn. Nhưng mà nó hơi dài nên mình sẽ để sau và mình làm clip này ngắn hơn tí để up lên cho các bạn xem trước. Ok. Ôi. Cảm ơn nhá. Ui. Mình tiến lên bắn đây. Ui đi 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 đi. Ôi đồ. Ui đi. Bắn đây. Ui. Sao đông ấy. Ui. À đây. Ai đi các bạn. Ui. Tôi chết rồi. Bắn đây cao xa đấy. Yeah. Và mình sẽ trả lời luôn một câu hỏi của em Thành Thanh Dinh. Thành Dinh cái gì đấy. Ui top. Ui. Vậy. Đồ của Deathtray ơi thì nó cận chiến cực khỏe. Nhưng mà nó nặng. Để nó kìm hãm tốc độ kinh lắm. Yeah. Ui. Sao toàn béo này. Ui ơi rồi. Con đồ to ngay sau đít luôn. Vào đi em ơi. À mày thế. Nó như kiểu thằng kia đấy hết đạn. Ui dồi ôi cả AK. Vào đi em ơi. Khỏi DE thì bắn được khỏi nói. Ui chết luôn này. Ui tôi bị tí ra bắn đấy. Ui sao bắn đấy ép lâu đi. Quay lên. À tôi ôi tôi chết rồi. Ôi cái đầu to dở ơi kia. Ui đấy. Ui kiếp nó vây kinh lên. Yeah, câu hỏi đầu tiên. Anh cho em hỏi ảnh đại diện của anh là ai vậy? Thì câu hỏi này mình là bạn mình nhé. Yeah, thuộc cứ nên nách luôn. Yeah, nụ hôn đầu của anh. Mình là lúc mấy tuổi? Yeah, câu này hay này. Ok, để tí nhá. Ui, thôi, chị ơi, em thèm. Ui, còn về ơi. Nào. Quẹ lên. Đập đau thật. Ui, chết rồi, có đồ to rồi. Ra đây. Con vèo to lên đi cần chiến đấy. Ui, chết rồi. Gặp mấy con vèo này phải cẩn thận. Ôi, nhảy gì thôi. Ok. Nha. Mình nhớ không nhầm là hồi đấy mình học cấp 1. Đúng rồi, cấp 1. Kiểu có thằng cậu ở dưới quê lên ý. Hơi hè mà, nên mình xuống cũng dưới nhà bà chơi. Rồi, tuyệt vời. Là mình không biết mình nhớ là mình trêu cậu ấy cái gì. Kiểu cậu ấy đuổi ấy. Đuổi thế nào cậu. Đuổi cho xong vô nó mình thôi. Ui vãi. Cậu ấy đè mình xuống rồi vạch banh mồm mình ra. Là các bạn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Cậu ấy nhổ nguyên nước bọt vào, nguyên nước bọt vào mồm mình không biết đấy là hôn hay không, nhưng mà nguyên một bãi nước bọt vào mồm mình, trời ơi. Cái kỷ niệm đó là kỷ niệm mà mình ấn tượng nhất hồi con bé. Sợ thật, giờ mới ở thấy kinh đi. Ôi giời, tuyệt vời. Ôi đội. Ui chết đâu. Đấy, đấy là nụ hôn đầu tiên của mình nhé. Cũng giống kiểu hôn này mình kể luôn. Sợ quá, nhìn bây giờ kích cả người. Ui nhanh. Ôi từ. Ui chết rồi. Yeah. Ok. Từ nhé. Để mình tập trung bà tí. Con hỏi khá là ít nên là mình sẽ trả lời từ thôi. Bình tĩnh nhỉ mọi người. Nóng. Ui. Ui chết rồi. Vào đây. Ây. Sao lại chưa được. Phải đây con này, cái này mình nghĩ nó cao xa lắm mà. Ui tôi chết rồi. Nó véo đấy. Sao nó phòng gì mà toàn véo đấy. Khai xuân rồi tóm véo này chết rồi. Kiểu có duyên với gái gú. Và câu hỏi tiếp theo. Anh xem GAV gọi là SX từ năm mấy tuổi? Mình tí nào. Ui bà nào đấy. Câu hỏi tóm kinh phết. Thì câu trả lời vẫn là hồi cấp 1 hay cấp 2 mình không nhớ lắm bởi nó khá lâu mà. Thì đợt đấy là có. Ui, có mấy anh thợ xây, anh ấy xây nhà thì anh ấy ở gần đấy mà. Thì mình sang đấy chơi thôi. Ôi tuyệt vời, anh ấy bật cái phim gì mà người thì trắng phớ, lóc nhau là nhìn mình lúc đấy biết, bé thì biết cái đách gì đâu. Thì nhìn thấy nó kiểu trần chuồng các thứ thì mình nhìn thấy nó mấy cái bộ phận nó to hơn bình thường một tí thôi. Mình cũng nhìn so sánh với của mình thì lúc đấy thì bằng quả ớt chứ gì. Bằng quả ớt thì biết cái gì đâu. Rồi xem có bị thì nó cứ hành động nó kiểu nó kiểu gì thế này.
Ui, mình đi đâu? Ôi vãi. Đâu, chạy đâu, chạy đâu. Hay sao luôn. Ôi, chưa có đồ to rồi. Mình không dám cận chiến nó bởi mình sợ nó bắt ép. Và từ ngày đấy trở đi là mình phát hiện ra là mình có đam mê so với cái đẹp. Cái đẹp ấy, cái đẹp. Đấy, đấy. Hồi đấy xem thì không biết gì thật, nhưng mà bây giờ xem thì có nhiều cảm xúc lắm. Cảm xúc nó dâng trào nhiều. Ok, đây là câu trả lời tiếp theo nha. Ui, từ từ đã. Ui, câu trả lời hơi họ câu hỏi là mình sẽ nghĩ thêm vài câu hỏi nữa nha. Ôi, các bạn cứ đếm số cận chiến này, rồi đếm số lây nhiễm và comment một câu chúc chúc Tết hay nhất đi. Xong rồi mình sẽ chọn nó ra, mình sẽ tặng một cái thẻ 50 hoặc 100 gì đấy. Yeah, đầu xuân mà. Để mình nghĩ xem câu tiếp theo là câu gì đã. Có mỗi một đứa nữa thôi. Đi đi đi, từ từ bị tiếp lại. Ui trời, đập thế mà không chết. Khẩu DE này bắn thích thật. Mình cảm thấy nó bắn phê khẩu bị thôn. Chắc là đam không bằng đâu. Quá, từ từ. Ngon. Vậy, cần chết đây khá khá đấy. Cái gì mà tự nhiên lại chẳng nghĩ ra là cái gì cả. Chẳng nghĩ ra là cái gì, tôi kệ đầy lỗ đi thằng. Hello. Đây 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 đây. Từ từ nó vào đây. Chà. Ôi ôi, nó nặng quá. Đập khỏe đấy nhưng mà nặng kinh khủng luôn. Có phải gì nhỉ? Tự nhiên mình nhớ một câu hỏi rất hay mà tự nhiên nó quên mất. À đúng rồi. Kỷ niệm hồi bé, ngoài kỷ niệm mà nụ cái kit đầu tiên thì còn một cái kit nữa. À đâu, còn một cái kỷ niệm nữa. Từ từ nào bắn đây. Ui chân kia. Ui. Nhìn nó kinh, nó cũng như là kiểu nó mấy cái tính gì. Ui này. Ui chết không. Ui. Ê xì áo vậy, xì áo vậy. Đây bắn đây, bắn đây. Ui tụt. Ui. Chạy rồi, chạy rồi. Sao nó chạy nhanh ấy. Ui ui. Chạy, là cần chết. Ui, mình còn hơn nửa cây máu rồi, nó không chứa mình. Ui, cảm ơn nhá. Mình ở đâu ấy. Ui. Trời ơi, không kịp lách xuống, nó đứng gần mình quá. Ui, to này, thằng to này cũng chơi đất choi, nhưng mà mình chơi kiểu đất choi không bắn cơ. Thế là về máu. Thôi bắt ta. Rồi, là hồi bé kiểu. Ui, top. Top nha. Đi, vào đi. Ui, chưa. Nó chặn đường mất rồi. Vào đi. Rồi. Ui, vãi, không kịp lôi súng ra luôn. Đây, lôi súng ra cận chiến. Và cái hồi đấy là kiểu đam mê về vừa cái đẹp rồi. Xong rồi đam mê cả đồ chơi ấy. Ui, tụt. Yeah. Và cái đấy mình không hiểu sao mà kiểu mình đi trôm tiền của mẹ mình thôi. Ôi, không biết là cái đợt đấy không biết là bao nhiêu tiền, cứ mang đi rồi vứt cho bà chủ quán. Rồi mua đồ chơi mà cứ thích thì mua rồi bà ấy bảo bao nhiêu thì trả. Ôi thôi chết rồi, không chết thì bà cứ thét bao nhiêu thì mình cứ vứt đấy nhiều, mình còn lúc chả biết đếm tiền ấy. Ôi mua bao nhiêu đồ chơi vậy. Và thôi, kiểu lâu lâu ngày mẹ mình cũng phát hiện ra là kiểu thiếu hụt nhiều tiền ấy. Rồi tuyệt vời. Ôi, sao con lì đấy. Về ôi đâu ấy. Về ôi. Ôi mãi mới chết. Rồi tuyệt vời, mẹ mình biết. Rồi mẹ mình lồng lộn lên. Mình sợ, không sợ trời, không sợ đất, mà chỉ sợ mỗi kiểu tiếng thét của mẹ mình. Ôi mẹ mình gào rồi, cầm nguyên cái chổi phá ngay vào khúc bụng, nóng tính mà. Phang đâu gặp đâu phang đấy, phang sưng hết cả mồm. Cô nhận phát đấy rồi sợ mà. Tôi là đồ chơi các thứ trả hết rồi, cũng được đấy hồi đêm cơ, cùng với một thằng bạn nữa là anh em mà đồng khởi thi nhau trộm tiền của gia đình.
Nó bé thôi, bé thì thông cảm đấy. Ôi, tận đêm, hồi đêm còn dắt nhau, dắt ra gặp bà chủ quán ấy. Chửi tơi bời thôi, nhưng mà chửi được cái gì đâu. Thì mình mua rồi biết sao. Ôi, ôi, từ từ. Rồi tự nhiên lag. Đây là kỷ niệm mà mình không thể quên được về cái sự thật ngu người của mình. Giờ thì đỡ rồi, giờ thì không cần chôm, chôm kiểu công khai cơ. Kiểu xin kiểu kiểu cái này chỉ mất một thôi nhưng mà mình xin hai đi đấy, coi có giống kiểu chôm rồi. Kiểu khôn hơn một tí. Ui rồi chó, ôi rồi nó vẫn ăn được này. Thằng to này nó cao hiểm quá, mình không đua được. Ui nó ra đây cần chiến cho phát nữa, vừa đấy cần chiến được nó mà phát được hai vết. Ê ê, đây nào, quậy á, không chết rồi, thò mặt ra. Rồi em đập phát đấy cần chiến, nó chung nó không chết rồi. Vừa đấy mày đúng rồi, vừa đấy bay rồi, mình cần toàn cái chiến của sớm hơn một tí. Khiếp, hai thằng cái đã chơi mà nó đập từ khúc vực, không còn giòm luôn. Ui sao nó phi vào mồm nó thế. Ui ra đây rồi, thằng cỏi kìa, thằng to toàn ăn của mình. Vào đây ui thôi đi ra đây, bình thế đi là truy ra. Ra đây ui thôi, thằng kia nó bắn khỏe quá, cậu đã cho của nó này, nó cứ bắn vừa cận chiến thì nó hơn mình, lợi hơn mình nhiều. Ui chết rồi. Rồi ui sao hết ván rồi. Ra đây rồi, nhanh lên nào. Ui tu rồi, qua đây rồi, nó chạy luôn rồi, từ từ. rồi và đấy mà định để cho mình cận chiến vẫn nó phải ngon không. Cái clip về Akavit thì mình làm ở map khác, mình đổi map rồi. Nhưng mà nó hơi dài đi. Nhưng mà hay cực. Kiểu khẩu Akavit nó cận chiến đau mà, với cả nó tính cơ động hơn khẩu này nhiều. Nên là cận chiến khá là phê, cận chiến khẩu lục nữa. Được, mình thấy chơi kiểu mình cái này khá là hay. Ok. Vậy mình cứu thằng top. Đấy nghe mình cứ để cho nó cận chiến phải hơn. À đâu, để cho nó lấy nhiễm phải hơn. Ôi, không chết rồi. Ôi tưởng là AFK chứ. À, to là nó muốn cận chiến mình lắm rồi đấy. Nhưng mà nó không được, tầm mình lấy nhiễm rồi. Ui. Mấy lần nó định nhăm nha cận chiến mình nhưng mà bất thành. Chúc bạn may mắn lần sau. Đấy. Từ từ, đúng rồi. Đánh. Đừng. Ôi, chạy. Quái, thế mà nó cào trúng. Mà trời ơi này. Nó. Quẩy lên thôi kìa. Ui giời. Đập toàn nháy này. Ui chết đâu em. Ui kìa. À được. Lừa anh à. Và từ 12 rồi. Cố lên. Một ván nữa là xong. Giờ này mình có vẻ sung phết. Nói dài dài mà không thấy hấn gì. Kiểu kể chuyện nó vui mà. Thì nó quên mất. Ui đây này. Ủa sợ ít giòm này. Nó to lắm cả chiến kinh thế. Cố lên nào. Cái này mà riêng cái này đập vào đầu thì hai phát, tầm hai phát là cứ dĩu chết, còn đầu to chắc phải 3-4 phát. Đi còn lâu anh mới để cần chiến nhá, toàn chip hồi của anh rồi. Bắt đầu rồi các bạn, để cận chiến nhá, không biết bao nhiêu cận chiến rồi. Ui mình có hơn 1.000 điểm thôi mà thằng to nó nhiều điểm đấy, không đua được rồi. Đó. Bơi. Cảm ơn nhá. Chúng nó cứ bắn vào mình tương vào đầu thôi. 10, 9, 8, 7, 6, chết rồi, đang bị dục ăn cơm. Ôi cố lên, một ván nữa thôi. 3, 2, 1. Rồi. Đi. Ui ôi, chạm mắt rồi. Ôi, đập vào chúng ạ. Ôi. Chết rồi, người. Đập thế mà không chết thằng nào cả. Ui tí đây bắn đi. Ui. Thò mà. Mấy cái gỗ PK đó chặn dòm hay phết. Ui đâu rồi.
Đâu đâu. Bơi vào đây nào. Bơi vào đây nào. Bơi vào ai rồi, mình không chết kìa. Ủa đấy đấy đấy. Chết đâu. Ui dao găm à. À bắt cuộn. Bắt cuộn. Rồi. Đâu rồi. Cố lên cố lên. Là vài điều gần chiến nữa xem nào. Đều đều đều. Nào bơi vào đây nào. Sáu yên người này sắp càng càng lâu nữa. Ui tụt tụt. Bơi vào đây. Bơi vào đây. Yeah. Hai kill. Rồi thế tạm rồi. Cứ cầm cái khẩu đất tròn mà lôi ra gần chiến thì có mà nó cào nó ngoẹo từ lâu. Nào. Bơi vào nào. Anh đến đây. Rồi. Trời á. À. À. Sao lại trượt. Phát đấy mình không nghĩ là nó lại trượt đấy. Vãi thật. Ui đâu ấy. Anh đây các bạn. Trời. Ui 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 ui. Từ từ đâu. Ui từ từ chạy 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 chạy. Rồi. Cái phần đấy mình không hiểu sao mình chui vào chuồng mà đập lại không trúng thế nào. Dị thật. À đây đây về về về. Ê tao vậy. Tao. Lừa tỉnh. Nó chưa cần dễ mình điểm nào vẫn chắc cái kinh kinh. Vào đây vào đây. Nào qua đây. Ui thôi, thôi xong rồi. Hết vãn rồi. Ok. À, chúc bạn năm mới và clip mình sẽ tạm dừng ở đây nha. Bye. Đếm dừng cận chiến nha. Bye 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 bye.